Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở cái bài 41 đúng không nào? Thì trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn em hai cái bài cuối cùng, đó chính là 42 43 các em nhé. Ok, chúng ta đi sang bài 42. Rồi, đã có cái bài 42 các em. Cái bài toán này là cái dạng bài toán chuyển động nên chúng ta cần phải vẽ cái sơ đồ ra. Đây. Các em thấy rõ chưa? Ok. Thầy sẽ đọc đề rồi tóm tắt cái đề bài trên cái sơ đồ của thầy nhé. Hà Nội cách thành phố Hồ Chí Minh là ít km. Ok, đây. Thầy sẽ vẽ cái quãng đường. Khi mà làm toán chuyển động, khi mà chúng ta học bài toán bằng cách lập hệ phương trình, về phương trình chúng ta cũng phải gặp bài toán chuyển động, chúng ta cũng phải viết và tóm tắt được cái đề bài. Ở đây là Hà Nội đi. Đây là thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa là điểm đầu và điểm cuối ha. Cái quãng đường này là x km, được chưa? Nghĩa là s ký hiệu bằng quãng đường là x km. Như đây, quãng đường từ Hà Nội đến Huế ngắn hơn quãng đường từ Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh là 411 km. Như thì vậy thì cái quãng đường ở đây là quãng đường này, từ đâu? Quãng đường từ Hà Nội, Hà Nội cho Huế nằm chính giữa, Huế là miền Trung mà. Ở đây nó ngắn hơn mà, từ Huế, đây là Huế đi, quãng đường từ Hà Nội đến Huế nó ngắn hơn quãng đường từ Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh là 411 km. Nghĩa là quãng đường từ Huế này đến Thành phố Hồ Chí Minh trừ cho quãng đường của Hà Nội đến Huế là bằng 411 km, đúng chưa? Một con tàu xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, xuất phát là từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, từ đây tới đây, thế nào? Sau đó 8 giờ con tàu thứ hai xuất phát từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là con tàu thứ nhất đây. Sau 8 giờ, nghĩa con tàu này đi xong rồi sau đó 8 giờ. Nghĩa là ví dụ như anh này xuất phát 1 giờ thì anh này từ 9 giờ mình xuất phát, các em hiểu như thế. Từ thành đây con tàu thứ hai này là muộn hơn 8 giờ. Đó. Chúng gặp nhau tới Huế, gặp nhau ở đây. Rồi tiếp tục đi. Con tàu thứ hai phải đi 20 giờ nữa mới tới được Thành phố Hồ Chí Minh. Nghĩa là con tàu thứ hai này anh xuất phát muộn, chứng tỏ anh phải đi thêm 20 giờ nữa mới đến được Hồ Chí Minh. Các em hiểu không nào? Đó, bài này có vẻ hơi rắc rối đấy nha. Rồi, ở đây người ta yêu cầu như này các em. Hãy biểu diễn qua x cái chiều dài các quãng đường Hà Nội đến Huế, Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ nè. Ở đây người ta yêu cầu là chiều dài các quãng đường từ Hà Nội đến Huế, Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh, cái chiều dài x, hả các em ha? Nhưng mà thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành gọi nha. Chúng ta sẽ có nè. Bây giờ tổng quãng đường từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh là gì? Đó chính là x km. Các em hiểu nào? Mà quãng đường từ Hà Nội đến Huế nó là ngắn hơn quãng đường từ Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu km em? Đây, 411 km. Các em hiểu nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có nè, ta có tổng quãng đường Hà Nội, tổng quãng đường Hà Nội đến Huế ha, qua quãng đường từ Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh thầy ghi tắt nhé, là gì em? Là x km. Đó là x km, được chưa? Như vậy thì cái quãng đường Hà Nội đến Huế, Hà Nội đến Huế ngắn hơn quãng đường
từ Huế đến thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu em? Là 411 km, được chưa nào? Như vậy thì ở đây ta có này, như vậy thì cái quãng đường, ta có cái quãng đường từ Hà Nội đến Huế là, có phải chúng ta lấy tổng cái quãng đường chúng ta trừ cho gì? 411 và chia cho mấy? À, chia cho 2, tại vì Huế là cái điểm nằm chính giữa đi ha. Chúng ta lấy tổng quãng đường ta trừ đi cho 411 và chia cho 2 thì ra được cái quãng đường của từ Hà Nội đến Huế, được chưa? Và quãng đường từ Huế đến thành phố Hồ Chí Minh là em, quãng đường từ Huế đến thành phố Hồ Chí Minh này là, đó chính là chúng ta lấy x cộng cho 411 và chia cho 2 km, được chưa? Đó chính là xong câu A các em nhé. Ta nhìn một xíu nữa. Rồi, chúng ta đi sang câu B nhé. Câu B là người ta yêu cầu em tính vận tốc của con tàu thứ hai. Các em nhớ lại công thức này này. Quãng đường thì bằng vận tốc nhân cho thời gian. Thì suy ra đây vận tốc thì sẽ bằng quãng đường chia thời gian. Có được chưa? Đó. Như vậy thì cái thời gian của con tàu thứ hai từ Huế đi đến thành phố Hồ Chí Minh thì ảnh 20 giờ nữa. Ha? Ảnh đi 20 tiếng đồng hồ nữa. Như vậy thì quãng đường của nó có rồi, thời gian có rồi thì chúng ta sẽ tính ra được vận tốc của con tàu thứ hai. Câu B, vận tốc của tàu thứ hai là, như vậy ở đây chúng ta có quãng đường là x cộng 411 chia 2, chúng ta chia cho gì? Chia cho 20, tại vì ảnh đi phải đi 20 giờ nữa mới tới thành phố Hồ Chí Minh mà. Đó nào, sẽ bằng là bây giờ chia ngược đảo trở thành là x 410 chia ngược đảo, chia trở thành ngược đảo trở thành là 40 km/h vận tốc, được chưa? Ta xem câu C nhé. Thời gian này, câu C là thời gian đi của con tàu thứ hai từ Hà Nội vào Huế. Như vậy thì cái thời gian của con tàu thứ hai đi từ Hà Nội vào Huế thì cái thời gian của nó ấy, thời gian thì bằng quãng đường chia cho vận tốc, có đúng không? Đó. Như vậy thì cái thời gian ở đây chúng ta thấy là gì? Chúng ta sẽ lấy cái quãng đường, chúng ta lập luận ở cái câu C này nhé. Cái thời gian tàu thứ hai đi từ Hà Nội đến Huế là, như vậy thì ở đây cái thời gian ở đây chúng ta có là gì em? Chúng ta sẽ lấy x trừ 411 trên 2, chúng ta chia cho gì? Chúng ta chia cho x cộng 410 chia cho đây là 40. Quãng đường chia vận tốc này nha. Đây đây. Đây là vận tốc của tàu thứ hai này. Mà quãng đường của nó là đi từ Hà Nội đến Huế này nha. Hà Nội đến Huế là quãng đường là đây. Các em hiểu không? Đây đây đây. Nhưng mà cái thời gian t của chúng ta theo công thức này, t bằng s chia v. S chia v, như vậy s của chúng ta từ Hà Nội đến Huế là quãng đường là đây. Cái theo câu B là vận tốc của tàu thứ hai là có đây rồi. Như vậy thì chúng ta lấy quãng đường chia vận tốc này thì ra được thời gian. Ha? Thời gian t này. Quãng đường chia vận tốc. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có là gì? X trừ 411 chia 2 nhân trở thành là 40 chia cho x cộng cho 411. Được chưa? Các em hiểu không? 40 chia 2 đây còn trở thành còn 20, x trừ 410 chia cho x cộng cho 411. Xong. Giờ.
Giờ lại hát đây nha. Câu D. Vậy này này. Thời gian đi của con tàu thứ nhất từ thành phố Hồ Chí Minh ra Huế. Tàu thứ nhất từ thành phố Hồ Chí Minh ra Huế thì ở đây á là chúng ta sẽ lấy cái thời gian, cái thời gian của con tàu thứ hai để chúng ta cộng với mấy giờ em? À, cộng với 8 giờ đầu tiên này. Đây. 8 giờ. Như vậy thì ở đây chúng ta ghi giùm thầy đó chính là cái thời gian tàu thứ nhất đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Huế là, như vậy thì em lấy cái thời gian ở đây 20 x cộng, thầy nói x trừ nha, cộng cho 8 nha. Thì ở đây chúng ta quy đồng lên, lấy đây nhân đây, lấy đây nhân đây ha. Như vậy thì trở thành là 20 x trừ, ở đây ta lấy máy tính bấm, hai mươi nhân cho 411 bằng là 8220 trừ lại 8, đây là 8x, thầy nhân cho luôn nha, cộng cho gì em? Ta lấy 8 nhân cho 411 3288 hết giá nha, để thầy lấy tờ giấy khác nha. Đây em, như vậy thì ở đây nó sẽ bằng là gì, 20x trừ 8x thì còn 12x, có đúng không? 12x. Như vậy thì ở đây là cộng chứ đúng không, đây cộng cho sao trừ, trở thành 28x chứ, lấy đây trừ đây nè, 822 hay không, trở thành là âm 4932. Ở đây thầy sẽ đặt số bao nhiêu ra chung, hay là các em cứ để đây hả? 4932 là chỉ 4. 1233, như vậy chúng ta đặt 4 ra chung các em ạ. 4 ra chung bên trong còn là 7x trừ 12 bao nhiêu nhỉ? 1233. Rồi. Tới là xong câu D nha, nhìn câu D nè. Giờ hết giấy thầy phải lấy cái tờ giấy khác nha. Rồi chúng ta đi sang câu E nha. Vận tốc của con tàu thứ nhất. Vận tốc thì bằng quãng đường chia thời gian. Ha, thời gian tàu thứ nhất có rồi. Bây giờ quãng đường đã có rồi. Quãng đường đó chính là x cộng cho 411 chia 2 ha. Chúng ta sẽ tính được cái vận tốc của nó. Câu E này, vận tốc của tàu thứ nhất. Như vậy thì thời gian có rồi này, thời gian đây. Vận tốc thì cái thời quãng đường của nó là chúng ta có là gì em? Đó chính là x cộng 411 chia cho 2 chia ở đây, thời gian ở đây là gì, 47x trừ 1233 chia x cộng 411, được chưa nào? Được chưa? Bây giờ chúng ta chỉ cần biến đổi cái chỗ đây bằng chia nhân nghịch đảo ha. Bài sao cho phức tạp ghê nhỉ. Rồi. Rồi đặt cái tờ giấy lên đi. Hai này nhân lại là x cộng cho 411 ngũ 2 8 7 x trừ 1 2 3 3 cứ để đấy các em. Được chưa? Đây đơn vị là km/h này. Vận tốc. Câu F. Thời gian đi của con tàu thứ nhất từ Huế ra Hà Nội, thời gian
cái thời gian của tàu thứ nhất. Đi từ Huế đến Hà Nội là như vậy thì cái vận tốc của nó có rồi ha. Bây giờ cái quãng đường của nó là gì, x trừ gì 411 chia 2, chúng ta sẽ chia cho đây là thời gian là x cộng 411 mũ 2 chia 8 nhân 7 x trừ 1233. Như vậy thì sẽ bằng là gì nha? Chia trở thành nhân lịch đảo. Nhân ở đây là gì em? 8 7x trừ 1233. Wow, làm bài nó đúng mỏi. Rồi, bằng tiếp nha. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là 8 nhân x trừ 411, 7x trừ cho 1233 chia cho gì, 2 nhân cho gì, x cộng 411 chia 2, ta lấy 8 chia 2 này trở thành là 4 nhân cho x trừ cho 411, 7x trừ 1233 chia cho x cộng 411 mũ 2. Giờ xong. Wow, rồi quá đỉnh. Ok, rồi thầy sẽ đẩy lại cái bài 42 cho các em xem từ đầu này. Ở các câu này, hai tờ giấy em ơi, tóm tắt cái đề bài em. Ta có câu A, thầy quay từng câu nha. Câu A em, đầu tiên ta gọi trước, lập luận trước nha. Rồi nhìn nó câu A đi. Câu B em, BC nha, BC. D em, D chấp đoạn đây nè này. Được chưa? Câu E em, câu F này em, được chưa? Ok, chúng ta sẽ đi sang bài cuối cùng, đó chính là bài 43 em nhé. Ta đi sang bài 43 em. Đố em điền được một phương thức vào chỗ trống các đẳng thức sau đây mà kết quả đây bằng 1. Các em thấy nào? Như vậy thì ở đây chúng ta bằng này. Như vậy thì ở đây x trên cho x cộng 1 chia, đúng không? Thì tiến hành nhân nghịch đảo trở thành là x cộng 1 chia x cộng 2. Nhân nghịch đảo trở lên. Các em thấy cái quy luật nữa chưa? Như vậy theo với em, chúng ta cần phải điền ở đây là gì nha? Hả? Ở đây, đây x thì chắc chắn chứ mẫu đây sẽ là x, và trên tử này đó chính là x cộng 5 thì sẽ bằng 1. Vậy cái phân thức cần điền là đó chính là gì em? Ở đây thầy ghi lại là x trên x cộng 1 chia x cộng 2 trên x cộng 1 chia x cộng 3 trên x cộng 2 chia x cộng 4 trên cho x cộng 3 x cộng 5 chia x cộng 4. Thì ở đây chúng ta phải đảo ngược anh đây trở thành x chia cho x cộng 5 đây. Đó chính là cái phương thức chúng ta cần điền. Các em hiểu chưa nào? Ok, rồi tới đây thầy xin tạm dừng. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay cho các em ở cái bài số 9 các em nhé. Cảm ơn các em.